đại chiến sinh tử một mất một còn giữa rồng Komodo và chăn khổng lồ. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Thế giới động vật. Rồng Komodo là loài thằn lằn hiếm hoi, sở hữu những phát cắn có độc. Còn chăn là một loài động vật đặc biệt, chúng có khả năng nuốt chửng những con mồi có kích thước to hơn nó gấp nhiều lần. Hai chúa tể săn mồi này đều có những thứ vũ khí độc nhất vô nhị, những thứ vũ khí độc hơn chữ độc, bất phần thắng bại và là nỗi sợ của hàng hà những loài động vật hiền lành trong thế giới hoang dã. Vậy kết cục sẽ thế nào nếu sát thủ chăn và rồng Komodo chạm mặt nhau và đại chiến sinh tử? Theo các bạn thì loài nào sẽ có ưu thế hơn? Hãy đưa ra dự đoán của mình và bình luận ngay bên dưới nha. Còn câu trả lời chính xác như thế nào, mời các bạn cùng át mãn nhãn với những màn đọ sức cực gay cấn ngay sau đây. 1. Dùng mình